Hello, hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo này của em nhé. Hôm nay thì lại tiếp tục làm một cái công trình mới. Hiện tại thì em đang lái con máy xúc của Mazda 50-2E. Thì hôm trước thì em có làm một cái video xúc xe để chở ra đầu độ. Thì hôm qua thì thời tiết nó mưa các bác, cho nên em nghỉ một ngày. Thì hôm nay chở ra ngoài để sửa cái đường. Thì tranh thủ máy của em Hạnh này rảnh thì em Hạnh sẽ đi xúc ở đầu trong, còn em sẽ làm ở đầu ngoài này. Bây giờ tranh thủ chờ xe nó chưa về thì mình sẽ giới thiệu qua các bác về cái công việc này cũng như là lát nữa để mình thi công nhé các bác nhé. Thì bây giờ hiện tại đang chờ xe để xe đổ vào đây, xong sau đó mình quăng lên cái chỗ mình đang đứng đây, xong là để ở phía bên trên kia mình cho một cấp cao bằng cái mặt nền nhà kia. Cái nền đó thì mình sẽ cho ra bằng cái gốc sấu này ở vuông sang bên này, còn cái tầm ở dưới này thì mình sẽ cho bằng cái chân của mình các bác nhé. Đó, bằng cái chân của mình. Có cái cấp ở dưới phía chỗ bờ ao này này thì cái này thì sẽ để cho nó khoảng 1,5 m để đất nó khỏi tràn xuống phía dưới kia. Ở dưới kia nó có cái cọc, hàng cọc cái các bác có lưới B40 đó, nhưng mà lưới này nó cũng không chịu được cái sức tải nặng ấy, cho nên là mình không để được cái đất nó nhiều. Toàn bộ những cái chỗ này hiện tại đây là nó đang bị đất nó đang bị chèn ra, cái cọc nó hơi nghiêng ra ngoài rồi. Lát nữa mình sẽ cho nó bằng này chạy hết ra phía ngoài kia nhé. Thì ở video này thì mình sẽ cho cái camera của mình ở cái góc này thôi nhá. Hôm nay không đội đến đầu nữa, đội đến đầu nó nóng quá, nóng không chịu được. Đó, cho nó cao cao lên một chút. Cái góc này nếu mà em ngửa ngửa được cái tay ấy, ngửa được cái người ấy thì là các bác còn nhìn thấy cả cái tay trang cơ. Nhưng mà nếu mà không ngửa được thì nó sẽ hơi đây, ví dụ ngửa như này này, ngửa như này anh em thấy đây, đây là sẽ thấy luôn. Bây giờ làm một cái lỗ này, hôm qua thì cái đường ở dưới này nó rất là cứng, cho nên là cái xe nó có thể đi vào tận nơi được, mà đổ một lượt là nó hết đường rồi. Thế bây giờ mình phải ra một máy ra đây để mình quăng lên nữa. Thì đúng ra là mình ra xúc xe ở trong kia, nó máy em Hạnh về đây, nhưng mà do là em Hạnh em mới lại thời tiết hôm qua nó lại có chút thay đổi, nên là em Hạnh em mới lại chuyển máy em Hạnh vào đó trước, rồi thì máy mình lại ở ngoài này. Xe nó đang vào cái rồi anh em nhé. Những cái này thì mình cứ dí qua đây. Cái này lát nữa mình sẽ trèo lên, bây giờ tập tiếp theo ấy, tập sau mình sẽ trèo lên đây để mình sang cái mặt bằng ở phía trên này. Nhưng mà cái mặt bằng này thì là mình sẽ phải để ở video sau thôi. Bởi vì video bây giờ thì đang làm cái này, mình phải chờ chắc từ giờ đến tối, bây giờ là gần 5 giờ rồi. Chạy còn 1 tiếng nữa thì nó chưa đủ được cái chỗ này. Chỗ này phải chắc không phải 20-30 xe nữa. Tiếng nó thì không đủ, bởi vì hôm nay chỉ có 2 xe thôi, xe của anh Sơn với lại xe của anh Đức chạy, thì anh Đức đang vào đây rồi, còn anh Sơn thì đang đi lấy hàng. Hôm trước thì có quay cái video mà đi làm ở cái phần thì anh Đức kìa, làm ở cái phần đường ở phía ngoài ấy kìa. Thì cái anh chủ nhà anh ấy có thiết kế một cái đường bằng xỉ gạch bê tông, nó phải dày khoảng 30 phân, nó rất là dày luôn. Cái đường đó thì đi lại thì yên tâm, xe vào xe cộ đi vào rất là thoải mái. Quay ra cái chỗ này cho anh em nhìn này, xe này là xe của anh Đức các bác nhá. Thì cái đường đi lại nó cũng khó khăn mới lại đi ra đường ấy, cho nên là các bác ấy chở cũng không đầy quá, mà chở cũng gọi là bình thường thôi, nó chỉ khoảng độ có cái màu lên thôi, còn hai cái thành thì chưa đầy đất thôi nhá. Vì nhiều khi đi ra đường là cái đất nó bị rơi ra đường ấy, nó cũng rất là nguy hiểm. Mới lại nó cứ rất nguy hiểm, thứ hai là người dân người ta cũng không cho đi ấy, nó rơi ra đường bê tông mà. Cho cái xe này nó vào. Cái xe này thì thực ra là chở thì nó được khoảng 4 khối, nếu mà có màu như này thì chắc khoảng 4 khối, hơn 4 khối tí các bác. Cái đường đi lại thì cũng may là ở cái đoạn kia nó có một đoạn khoảng 3 mét thế này, nó cứng thôi. Còn lại là nó cái đằng trong này nó khô ráo, đi lại nó rất là thoải mái. Đây. Bụi mù các bác ạ. Cái này hiện tại nếu mà để mà có cơi nhá, có cơi lên nữa thì nó vẫn có thể cao lên được nữa, nhưng mà cái này thì người ta không để ấy, người ta đi lại nó gọi là bình thường thôi, đường là đường xá nó không khó đi quá, nó bẩn thôi.
Cái này nếu mà như mà ai mà chuyên nghiệp ấy, người ta sẽ lùi lại một cái, lùi lại thì cái đất nó sẽ đỡ rơi, đỡ giải ra ngoài kia thì máy nó phải xúc nhiều quá. Bây giờ mình cứ quăng như này thôi, lúc nào rảnh rỗi mình sẽ trèo lên kia để mình quăng đất vào kia, quăng đất lên để cho ngang từ cái gốc xấu ra kìa, cho nó cân đối cái phần mặt bằng mà mình làm. Xúc có mấy cầu nó hết cái bệ của mình rồi. Cái mái này thì lúc mình ép sau nhá, lúc mình đứng ở trên này mình ép cái mái này sau. Cái phần ở dưới này thì mình sẽ từ từ để khi mà cái đất nó đủ, nó thừa thừa rồi bắt đầu mình mới trèo lên để mình quăng dần vào. Ở giáp cái mít ở trong cùng ấy kìa, nó là một cái bờ rào, nó cũng đen xì, nó cũng gọi là quá hạn sử dụng và sắp đổ rồi. Cho nên là mình cũng không đi vào đó nhưng để ủ đất vào đó nhiều, sợ khi mà nó nặng quá nó lại đổ mất. Mặt bằng thì nó sẽ cao tập tầm bằng đó thôi nhá. Đấy, sau này nó ra góc xấu để cho nó luôn luôn bằng cái chỗ phía bên cạnh cái góc xấu này. Bây giờ thì nhà nó một lúc nữa video mình gọi là đến cái tầm video sau là sẽ gần như là phải quăng liên tục. Xe nó về, mình trèo lên trên quăng xong xe nó về là nó đổ vào đây liên tục là rất là vội luôn. Mặt bằng nó sẽ cao này các bác nhá. Cái này tất nhiên là nó còn lún, nó lún thì mình sẽ bù thêm. Đó. Xe của mình di chuyển nó cũng khá yếu, đi lại nó cũng hơi gặp khó khăn một chút. Ngẩng cái ben này lên để anh em mới nhìn rõ này. Đó. Đây là xe của anh Sơn, anh Sơn chủ máy của mình nhá. Rồi thì cứ quăng vào đây, lan nó lên kia mình quăng lên trên kia nữa. Như thế này thì lại thành lùi hơi sát các bạn. Nó sát vào đây quá thì sau này cái đất nó, cái men nó sẽ không mở ra được ấy. Nó bị tì vào đất thì anh em nhìn nhỉ. Này không thấy phải hạ xuống cái này. Đây, 5 lít nó không mở ra được. Đấy, bây giờ tiến lại thành tiến ra xa quá. Đó. Này thì đúng là phải giật lùi lại một cái thì nó sẽ giật đột ngột đúng không, thì nó sẽ rơi xuống. Cái đường bắt đầu là nó khá là trơn rồi. Do cái đất này nó là đất sạt của cái ta luy, phía trong kia là có một cái ta luy nó bị sạt vào cái nhà dân đúng không, nên là người ta cái máy đến để xúc ra thì bây giờ nó cũng rất là ẩm. Cái này cũng được 9 phút rồi, mình cũng làm một cái video ngắn lên đây thôi nhá, chia sẻ với các bác như vậy. Thì bây giờ hiện tại thì lượng công việc này thì mình cũng làm chắc cả hôm nay thì không xong được, thì ngày mai nữa, thì lát nữa khi mà nó đấy cái phần trèo lên trên này này thì mình sẽ lại quay video cho anh em. Quay video về cái phần tiếp theo, như là làm mình sẽ cố gắng là làm đâu nó sẽ gọn luôn lên nó. Nó sẽ không để nó bôi ra nhiều đâu. Không muốn là làm quá nhiều video mà cũng không muốn làm quá ít. Thế rõ ràng như kiểu là các bác đi viết văn, mở bài kết bài thân bài đấy.
là đến video này thôi, em mình xin thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người video sau nhá. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, có một ngày làm việc hiệu quả, may mắn và thành công. Ok, chào anh em nhé.